Lúc mình ở nhà thì có bao giờ biết là mình đói như nào đâu. Nhưng mà khi mà 13 tuổi lên Hà Nội thì mình biết thế nào là đói, thế nào là khổ, thế nào là một mình phải đương đầu với hết tất cả mọi thứ. Thế hồi đấy bao nhiêu lâu thì về thăm nhà một lần? Năm đầu tiên thì là một năm để học cho nên Thu Phương không có về nhà. Nhưng mà từ năm thứ hai á, thì quãng độ là cứ 3 tháng mình về nhà một lần. Một là xe khách, xe khách đó. Xong rồi hai thì là đi tàu, mà tàu là phải 5 tiếng. Đúng rồi, tàu Hà Nội Hải Phòng 5 tiếng mà hồi lên đi xe đấy, gọi là tàu chợ. Tàu chợ mà ô tô đi cũng phải 4-5 tiếng. Vâng, vì nó qua hai cái pha. Đúng rồi. Khủng khiếp là chúng gian truân. Để về đến nhà thì là gian truân, mà anh Vũ biết không, nó lại như thế này cơ. 5 giờ chiều thì tàu mới chạy từ ga Hàng Cỏ. Thì mình học xong hết, bắt đầu mình sẽ ra ga Hàng Cỏ để mình nhảy tàu. Thì mình sẽ nhảy tàu lúc 5 giờ chiều. Về đến Hải Phòng là tầm 10 giờ hơn. Và sẽ đi bộ đêm hôm như thế mà từ ở ga Hải Phòng về đến nhà. Mà thấy ghê thật, tại sao hồi đấy mình gan lì thế? Quá liều. Bây giờ làm sao dám đi? Vâng. Tại sao một đứa bé 13 tuổi, bé như thế mà cái ga tàu cứ đi hết từ toa này sang toa kia, rồi ngồi ở mấy cái thềm xe ô tô, xe khách đi mà không ai làm gì mình, hay là lúc đấy mình gọi là mình đầu gấu đen nhẹm, tóc tai thì ngắn xong rồi trông lem nhem. Mà hồi đấy thì Phương có nhớ rằng là đi tàu về Hải Phòng cái giá vé là bao tiền không? Dạ không có nhớ giá vé, bởi có bao giờ mua vé đâu, không bao giờ mua vé. Vâng, bởi vì là tiền đâu mà ủa lũ của thằng mình lắm. Nếu mà kể những cái chuyện mà làm cách nào mà để vay mượn tiền mới để kiểu các thứ thì thôi mình siêu. Có nghĩa là lúc đấy là Phương sẽ cứ đi theo mấy cái chú mà bán nước, về bán nước chè trên tàu, rồi mấy cái sách, mấy cái điếu thuốc lào của các chú, và cứ đi cầm cái vạt áo của mấy ông chú đấy, cứ đi lang thang như thế suốt từ toa này sang toa kia thì ngay tưởng là con của mấy người đấy. Không có lấy vé đấy, không có vé rồi. Đấy, kỹ thuật thế các bạn anh. Phải có kỹ thuật. Rồi có cái giai đoạn nhá là đói khát mà đâu có tiền ăn đâu, thì ở cái chỗ Ngô Thị Nhậm đó là chợ hôm, chỉ có biết mỗi một cái cô bán miên lươn, chỉ có thân với cô đấy thì mới mua chịu được. Rồi mà anh biết không, 500 một bát. Trời, nhưng mà không bao giờ mình ăn một bát. Lúc nào mình cũng bảo khi mà ra tới nhá là cô sẽ hỏi là hôm nay có ăn gì không? Ôi cháu no lắm, hôm nay không ăn đâu cô, cháu no, ngồi chơi cô tí thôi. Cô thôi ăn đi mà cho cô kiểu hàng cho vui. Cháu rất là nể cô đấy. Thôi cháu ăn 300 thôi, cháu chỉ ăn 300. Nhưng mà lấy bát vẫn bắt đầy 500. Chính xác, 300 là cô vẫn lấy rất là ok. Ăn xong rồi sao hôm nay tự nhiên lại vẫn hơi nó đói nhỉ? Thôi cho cháu thêm 200 nữa, thôi cho cháu thêm 200 nữa. Đấy là cô lại thêm bát 200. Chúng ta thành bát 700 đấy. Thành ra hai bát đấy cộng lại nó rôi ra. Đấy, kinh khủng lắm. Là nhá, nếu mà vay tiền nhá là em sẽ bay như một cơn gió, đến gặp một người mình cần vay đấy, lao đến hớt hẳn lắm. Ôi dồi ôi, gấp lắm, vội vàng ngay lập tức cho em vay một tí ấy, kiểu như thế. Rồi tôi đề nghị tất cả các bạn của Thu Phương lưu ý nha, bây giờ Thu Phương mà cái alo bảo nạp tiền điện thoại đừng có tin. Hải Phòng thì không có lòng vòng đâu.